Em Thiện xin chào các bác nhá. Chào toàn thể anh chị em đến với vườn lan xứ Mường của em ạ. Đầu video thì em Thiện xin chúc cả nhà luôn 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 mạnh khỏe và thành công nha các bác nhá. Và hôm nay em lại có một số mặt hàng đơn hàng con giống rất là đẹp để gửi tới toàn thể anh chị em siêu tầm. Thì hôm nay em có bán và chia sẻ gửi tới toàn thể các bác, đó chính là mặt hàng 50 trắng Phú Thọ, mắt mờ Hải Dương và hồng Hòa Bình. Hồng Hòa Bình hay là tên gọi ngày trước là hồng Hòa Bình 2017. Thì tránh mất thời gian của toàn thể các bác thì hôm nay em lên chia sẻ một cái lô Phú Thọ ươm cực đẹp luôn. Thì em sẽ đi luôn vào nha các bác nhá. Đây anh em có thể thấy đây là những cái chậu 5 cái trắng Phú Thọ được ươm nhá các bác nhá. Đấy, kỳ là con nào bé nhất là cũng phải 10 cm đổ lên. Và nó đều như nhau như này. Đấy, 10 kg gần như nó đều như cả 10. Con to thì 12 sen, 13 sen. Còn con nào nhỏ nhất thì 10 sen đổ ngược. Đấy anh em có thể nhìn thấy đây ạ. Đây nha các bác nhá. Nó rất là xanh và khỏe. Thì đây em có 2, 4, 6, 8, 10, 12 chậu. Thì hiện tại ở đây em có 12 chậu. Thì mỗi một chậu Phú Thọ ươm tự nhiên như này thì em bán với giá là 900.000 cho anh em sưu tầm. Đây em sẽ đo con kỳ bé nhất nha các bác nhá. Con bé nhất này là 10 sen rồi. 11 sen. Đấy là con bé nhất này cả nhà này. Con bé nhất này là 11 sen. Thì tính ra là Phú Thọ chưa vào đến 100.000 một sen. Và anh em lưu ý cho em, đây là lô Phú Thọ ươm. Mà để có một lô Phú Thọ ươm mà bây giờ đạt tới cái mức độ khoảng 10 sen đổ lên với tất cả các loại con giống khác thì rất là hiếm. Anh em thể thấy kỳ ươm bây giờ nó khoảng 3-4 sen, 5-6 sen là nhiều. Con dài khoảng 7-8 sen. Nhưng để mà chọn lựa được những con giống mà lên tầm khoảng 10 sen đổ ngược cái này thì rất là hiếm. Thì tương đương là nó phải rất là khỏe thì cây của em mới phát triển được tới tầm này. Thời điểm này đã đạt được tới cái mức này. Cho nên là về anh em nuôi và chăm sóc nó rất là sướng. Và sẽ cuối năm đảm bảo anh em là nếu như mà không bị thối thiếc gì thì cái loại khoảng 20 sen đổ ngược thì là ăn chắc luôn nha các bác nhá. Đấy thì anh em nào mà mua Phú Thọ thì cứ 900.000 một kg. Đấy 900.000 một kg, tí em sẽ để số điện thoại cho anh em lấy. Và em bán 12 con kỳ này. Anh em nhìn rõ con to nhất đây này cả nhà này. Anh em nào nếu đến đầu tiên là được con to nhất này, con này 14 sen. Đấy em chuyển sang cái dòng thứ hai, đó chính là dòng mắt mờ Hải Dương. Mắt mờ Hải Dương thì em không có nhiều. Thì còn có 2 kỳ này thôi. Đây em mời cả nhà cùng ngắm hoa mắt mờ Hải Dương một tí. Đấy, hoa rất là đẹp. Đẹp chấm hết luôn. Và một trong những cái dòng mà cực kỳ đắt vào những cái năm trước đây. Nhưng mà trong những cái thời gian trở lại đây thì cây phi hiệp hàng va nó đã rẻ dần. Để anh chị em làm sao mà sưu tầm, chọn lựa những con giống để sưu tầm, để chơi thì giá nó rất chi là hợp lý rồi. Thì đây anh em nhìn đây, đây nha các bác nhá. Đây chậu mắt mờ Hải Dương đây ạ. Con kỳ mắt mờ Hải Dương đây. Thì hai con kỳ này nó tương đương nhau. Mỗi con nó có 3 rễ. Và đều 3 lá cả. Nõn nó rất là khỏe và đẹp, thân già đẹp. Thì hai con kỳ này em bán là cứ 1 triệu là một kỳ. Và anh em nếu như anh em nào mà lấy luôn cả hai kỳ này thì em bán cho anh em là 1 triệu 8. Nha các bác nhá. Nhưng nếu anh em lấy cả hai kỳ thì em lấy 900 một con, còn nếu anh em lấy lẻ thì cứ 1 triệu một con. Đấy, hai kỳ mắt mờ Hải Dương. Cây thì đã nở hoa tại vườn rồi cho nên anh em cứ ok mà chơi thôi ạ. Đấy, còn bây giờ em sẽ chuyển sang dòng hồng Hòa Bình, hay còn gọi là hồng Hòa Bình 2017. Thì hồng đây mời cả nhà ngắm này, hoa này. Đấy, đích thân tay em chụp đây. Video ra mấy cái video để anh em ngắm rồi. Cánh bầu rất là đẹp. Ngày xưa hồng Hòa Bình có thời điểm đắt gần gấp đôi hồng Yên Thủy. Và cái giống hồng Hòa Bình nó rất là khỏe. Nó cực kỳ khỏe luôn nha các bác nhá. Phát triển rất là tốt. Gần như là em nuôi ở vườn gần như là không có sâu bệnh, châm chí hay là thối nõn thối niếc gì. Phải nói là khỏe vượt trội luôn đấy cả nhà. Thì đây nha các bác nhá. Thì cái hồng Hòa Bình này em có 8 kỳ. Đây ạ. Thì kỳ nó đều đang như thế này hết này. 1 này, 2 này. Đấy con mắt ngủ nhá, có con có mắt ngủ, có con không. Đây ạ. 3, 4, nói chung là nó tương đương nhau anh em nhá. Nó tương đương nhau. 5 này. Đấy ạ.
6 và 7 con. Em vừa bán, anh em vừa nhắn qua Zalo lấy một con rồi. Thì hồng hòa bình anh em có thể biết là đầu tiên thì em bán là 4 triệu một cây. Sau đó là lứa mẻ thứ hai là em bán là 6 triệu một cây. Nhưng mà cái lẻ cái mẻ này là cái mẻ ươm cuối cùng ở vườn, gọi là những cái con dĩn ở vườn đi. Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị em với giá là 1.800k. Vì nó bé hơn, nhỏ hơn. Và cây mẹ đã hoàn toàn là cắt ở trên những cái giò mẹ đã nở hoa toàn bộ rồi. Cho nên là chế độ bảo hành cho anh em là tuyệt đối luôn nha các bác nhá. Thì em sẽ bán với giá là 1.800.000 một cây. Thì anh chị em yêu thương được cây như nào thì hoặc là anh em có Zalo của em cứ nhắn tin qua cho em là em sẽ chụp ảnh gửi qua cho các bác để anh em chọn lựa cây giống. Đó là tổng hôm nay là em có chia sẻ Phú Thọ, Mắt Mèo Hải Dương và hồng 27. Ngoài ra em thiện vẫn còn có là hồng Yên Thủy, hồng Mắt Cua, Á Hậu, Minh Châu, Bạch Tuyết, hồng Xòe. Đấy là những cái cây hàng ho HO nữa. Những cây tầm cao hơn một chút. Và bên dưới một chút thì em có Mắt Cua, Mắt Đỏ, Nữ Hoàng 28, Tố Đan, Mít Văn Sơn. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua và chơi sưu tầm mặt hàng nào thì cứ ới em. Em sẽ chụp ảnh những con kỳ khỏe đẹp nhất để gửi tới toàn thể các bác. Và em rất là cảm ơn toàn thể anh chị em đã theo dõi cái video của em và luôn luôn đồng hành cùng kênh Vườn Lan Xứ Mường của em. Em cũng xin kết thúc video ở đây. Em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.